cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tạm giam ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hai ông bị cơ quan điều tra cáo buộc chỉ đạo làm trái trong đấu thầu để công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Theo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho biết hai bị can phạm xuân thăng và phạm mạnh cường bị bắt do có sai phạm liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương liên quan thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các nhóm đối tượng trên để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước